chưa đâu còn chưa ta chưa muốn gọi con về
ta từng muốn con ở lại để con hôm nay con đến đây con làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của ta. Cho nên thưa anh chị em, đâu ai biết ngày nào giờ nào đâu, tưởng rằng chết mà lại vẫn cứ sống đấy, mà tưởng rằng sống còn đâu đấy mà thưa cha ông ấy qua đời rồi, thưa cha ấy hôm qua đã nằm chết ở trong nhà vệ sinh rồi. Có nhiều linh mục mà giáo viên đến gọi cửa đến làm lễ không thấy, lúc sáng ra được cửa thì mới thấy chết trong nhà vệ sinh rồi. Cha giáo của tôi là như vậy, tôi có hai cha giáo, một cha giáo thì đang ngồi chia sẻ và gục đầu vỡ tim chết tại chỗ, một cha thì cầu toàn nữ không thấy đến làm lễ, rồi sáng tưởng người cha ngủ quên đến gọi cửa thì ngày chết ở trong nhà vệ sinh rồi. Ai biết được ngày nào giờ nào, nếu mà các linh mục ấy, nếu mà những tu sĩ ấy, nếu mà những người được Chúa gọi đi bất ngờ ấy mà không tỉnh thức, mà vẫn cứ đam mê trong vật chất, đam mê trong xác thịt, đam mê trong của cải, đam mê trong quyền lực, thì Chúa nói nó sẽ bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng với những quân đạo đức giả. Nhớ, dù gì đi nữa, Chúa công bằng vô cùng. Mình có làm gì thì làm, mình có qua mắt được thiên hạ, qua mắt được thế gian, qua mắt được giáo dân, nhưng không qua mắt được Chúa đâu. Sở dĩ mà Chúa còn để cho những con người đang phạm tội cứ sống phây phây ấy là vì lòng thương xót của Chúa, còn muốn cho họ có cơ hội, có cơ may mà quay trở về. Nếu mà họ cứ ngoan cố, nếu mà họ cứ cứng lòng thì vào giờ nó không đến, giờ nó không ngờ, ngày nó không chờ, Chúa đến. Và lúc đó vào nơi khóc lóc nghiến răng đời đời nha con. Rồi con, thưa cha và ông bà, con là Maria Đặng Thị Tuyết ạ, con ở